HCTV 6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Sau khi vòng bảng FIFA Futsal World Cup 2021 kết thúc, trên trang Facebook chính thức của FIFA đã đăng tải một video để các khán giả bình chọn ra bàn thắng đẹp nhất vòng bảng. Kết quả là bàn thắng của Nguyễn Văn Hiếu ghi được trong trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Panama đã có số lượng bình chọn lên đến 28.000, vượt trội so với các ứng viên còn lại. Không chỉ là một bàn thắng đẹp, pha lập công của Văn Hiếu còn mang ý nghĩa rất lớn khi giúp đội tuyển Việt Nam có 3 điểm đầu tay ở giải đấu, qua đó góp phần đưa tuyển Futsal Việt Nam tiến vào vòng 1/8. Với cá nhân Văn Hiếu, anh cũng được FIFA chọn là một trong 5 cầu thủ trẻ thi đấu nổi bật tại giải lần này. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.